Về đây với Havico, với những thân yêu đắp hồi ước mơ. Tôi về đây để thấy gần hơn nơi bắt đầu một tương lai sáng ngời. Rạng rỡ gương mặt anh tu hồi nơi này hào khí thăng lòng. Ta vì cô năm tháng không quên nghĩa tình thầy cô gửi trao bao thế hệ. Ta vì cô giúp bước ta vượt lên học tập thêm nhiều nắm vững tương lai. Về đây với Havico, với những thân yêu đắp hồi ước mơ. Tôi về đây để thấy gần hơn nơi bắt đầu một tương lai xa. Rạng rỡ gương mặt anh tu hồi nơi này hào khí thăng lòng. Ta vì cô năm tháng không quên nghĩa tình thầy cô gửi trao bao thế hệ. Ta vì cô giúp bước ta vượt lên học tập thêm nhiều nắm vững tương lai. Tôi đã đến và em đã biết chẳng hề xa miền du học văn minh. Đem tri thức làm hầu cho đất nước gửi tình yêu sâu nặng. Thank you.
mang trong tim niềm mong ước cuộc đời, đắp xây cuộc sống với bao phồn vinh. Mang trong tim đường thẳng tới tương lai, làm giàu cho mình bằng khối óc bàn tay. Và sông đời có muôn ngàn lối, lấp lánh hành trình ta chọn ta đi cô. Habibo, ngôi nhà thân thương đó. Habibo, đẹp tiếng hát lời ca. Tự hào một trung tâm đào tạo, một du học muôn phương, một trung tâm tư vấn, vươn tầm ta vươn tới một thế giới văn minh, một tương lai sáng ngời. Mang trong tim niềm mong ước cuộc đời, đắp xây cuộc sống với bao phồn vinh. Đường thẳng tới tương lai, làm giàu cho mình bằng khối óc bàn tay. Và sông đời có muôn ngàn lối. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến quý vị phụ huynh, các thầy cô giáo và các bạn học sinh có mặt trong hội trường ạ. Sau đây em xin trình bày bài hát Ông Bà Anh ạ. Ông và anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông đưa bà anh đi dạo quanh trên con đường sắc hồng nhuận một màu xanh. Ông và anh đưa nhau đi khắp phố xa. Bà ngồi trên ghế ba gác chiếc xe đạp trong sương. Ông có tặng bà anh và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng đôi tay viết vội, những lời như ngôi đó thôi. Và hơi ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Anh và em yêu nhau bởi xe máy ô tô. Anh và em yêu nhau bởi Facebook xa lô. Anh và em yêu nhau bởi tay cầm tiếng Nhật. Anh và em yêu nhau ngày anh cho em bầu vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau. Ngồi bên nhau tay cầm điện thoại mật thâu. Và sau đây để tiếp tục chương trình thì em xin gửi đến các phụ huynh và thầy cô giáo bài hát cô ấy. Rồi cô nhi
ngày con có tiếng khóc chào đời này, mẹ đã nói tiếng vui chào dân ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày có con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cạnh bóng cho con say giấc ngủ. Second door.
pues todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te deseo. Mira, Sofía, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no. Sé que solo, sé que ya no soy yo, mira Sofía, sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no. Sé que no, sé que solo, sé que ya no soy hoy. Mira, Sofía, sigo sin tu mirada, Sofía. One that I like, she got one I like too.
She moving it just right, she moving it right too. I'm looking around and there's beauty everywhere. Up and down and round and round. She got one that I like, she got one I like too. She moving it just right, she moving it right too. Của chúng ta vừa được ấm lên bởi những tiết mục đầy sôi động của các nam thanh nữ tú đến từ tập thể học viên Havico. Và sau đây, chương trình của chúng ta xin phép được bắt đầu.
xin được chào mừng các vị khách quý, ban lãnh đạo Havico cùng toàn thể các anh chị, các thầy cô và các bạn đã có mặt tham dự đêm chung kết cuộc thi Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản lần thứ 5. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 do Công ty HAC Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico tổ chức ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa với sự phát triển liên tục của quan hệ hợp tác quốc tế. Quá trình mở cửa và hội nhập của với thế giới đã mang lại sự tăng trưởng về khoa học, công nghệ, kinh tế và giáo dục rõ nét nhất cho đất nước ta những năm vừa qua. Một trong những đối tác quan trọng nhất, nhiệt thành nhất mà chúng ta có được là Nhật Bản. Bên cạnh những dự án chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế thì Nhật Bản cũng đã trực tiếp tham gia hợp tác và hỗ trợ chúng ta trong công tác giáo dục, yếu tố đóng vai trò then chốt trong thành công của mỗi ngành nghề và lĩnh vực. Những năm gần đây, với nhiều thanh niên Việt Nam đã lên đường tới Nhật Bản, trở thành các du học sinh ở xứ sở Hoa Anh Đào, du học Nhật Bản không chỉ trở thành một cánh cửa tươi sáng, một sự lựa chọn đáng tin cậy cho đông đảo các thế hệ trẻ Việt Nam, mà còn là giải pháp tuyệt vời cho bài toán về nhân lực và việc làm cho của đất nước. Tháng 11 năm 2007, Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico được thành lập trên chính tầm nhìn đó. Suốt 10 năm hoạt động của mình, Havico đã không ngừng từng bước trưởng thành, khẳng định được uy tín và chất lượng với phụ huynh và học viên trên khắp mọi miền của đất nước, cũng như nhận được sự tin cậy và trân trọng của nhiều đối tác ở Việt Nam và Nhật Bản. Tới nay, đã có gần 3.000 bạn trẻ sau thời gian học tập tại Havico đã tới Nhật Bản học tập và làm việc. Tất cả các bạn đều có môi trường học tập tốt và công việc ổn định. Rất nhiều bạn trong số đó, sau thời gian du học, đã trở thành những kỹ sư có tay nghề với danh nhân đầy triển vọng. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, những năm qua, Havico cũng đã nhận được rất nhiều sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo đảng, nhà nước, cũng như từ nhiều đơn vị tổ chức có uy tín. Những thành tích của Havico có được kể tới như chữ tâm của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, bảng vàng ghi danh của Chủ tịch Quốc hội năm 2015, bằng khen của Chủ tịch thành phố Hà Nội, bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bằng khen của Liên hiệp Hội các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội, giải thưởng Chu Văn An vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam, chứng nhận top 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất 3 miền, danh hiệu tổ chức giáo dục uy tín và cùng nhiều lời khen thưởng và danh hiệu khác. 10 năm đã qua là cả một chặng đường dài với nhiều thăng trầm, nhiều vinh quang và cả khó khăn và thử thách. Chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày 20 tháng 11, một ngày thật đặc biệt và thiêng liêng với mỗi chúng ta, bởi bất cứ ai trong chúng ta đều đã, đang và có thể sẽ lại cắp sách tới trường. Đó là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Được thành lập từ năm 2007, Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico luôn đặt tiêu chí hàng đầu của mình là chất lượng giáo dục, truyền tải tri thức đa dạng, sâu sắc nhất tới mỗi học viên. Cũng chính vì vậy, vai trò của các nhà giáo càng được Havico trân trọng. Người thầy không chỉ là người đứng trên bục giảng, mà chính là tất cả những ai đang mỗi ngày tham gia, cống hiến và xây dựng sự nghiệp giáo dục. Thành công của người thầy chẳng đâu khác chính là mỗi bước trưởng thành của từng thế hệ học trò. Và những người thầy của Havico bằng sự tận tâm, ý chí không ngừng rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ của mình đã làm được điều đó. Hôm nay, trong không khí cả nước đang rộn ràng đón chào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Havico long trọng tổ chức cuộc thi Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản lần thứ 5. Cuộc thi chính là nơi để các thầy giáo, cô giáo chứng kiến sự trưởng thành của các em học viên, cũng như là nơi để các em cùng gửi tới những người thầy của mình sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất. Có mặt trong buổi lễ hôm nay, về phía khách mời và ban giám khảo, tôi xin trân trọng giới thiệu nhà báo, nhạc sĩ Trần Miêu, trưởng ban biên tập tạp chí Tinh Hoa Đất Việt, trưởng ban giám khảo. Tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh, phó giám đốc Ngân hàng Bảo Việt. Ông Vũ Văn Trung, đại diện của Ngân hàng BIDV. Và thầy giáo Aoki Jun.
Về phía ban lãnh đạo công ty Havico, tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đỗ Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Havico, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ Tri thức trẻ Hà Nội. Thạc sĩ Mai Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Trung tâm Du học Havico. Ông Mai Thế Hồng, Ủy viên Hội đồng Quản trị công ty Havico, bà Trần Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Havico, cùng tập thể giáo viên, cán bộ và các bạn học viên đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và không thể không nhắc tới, đó chính là toàn thể các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian quý báu để đến tham dự và có mặt với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây, để chương trình chính thức được bắt đầu, tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Đỗ Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Havico, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tri thức trẻ Hà Nội có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ. Kính thưa nhà báo Trần Miêu, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt. Kính thưa tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Ngân hàng Bảo Việt. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể phụ huynh, các em học viên có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt công ty Havico xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các em, các vị phụ huynh có mặt trong ngày hôm nay, và kính chúc quý vị đại biểu, phụ huynh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng các em học viên, không có một lịch sử nhân loại đã cho thấy không có một quốc gia nào phát triển thịnh vượng nếu có một cái nền giáo dục yếu kém. Và mỗi chúng ta, những người thành công thì không thể thiếu được sự giáo dục cơ bản và toàn diện. Và ở nước ta hiện nay, 10 năm phát triển, hợp tác với Việt Nam và Nhật Bản, thì cái bài toán đội ngũ để phát triển trí thức trẻ, những người lao động có trình độ cao thì gặp rất nhiều khó khăn. Và nắm được điều này, thì Havico đã ra đời. Và tâm nguyện của chúng tôi là chắp cánh ước mơ và chắp cánh cho các em, các bạn trẻ đến với đất nước Nhật Bản để học tập và làm việc, để mong các em có một tiếp thu được một nền trí thức mới để mang lại lợi ích cũng như là tương lai cho các em. Và Havico đã ra đời và chắp cánh ước mơ cho trên 3.000 em sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thì sau 11 năm không ngừng phát triển, thì chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu và luôn cố gắng và thay đổi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho các em có những sân chơi lành mạnh, có những cái môi trường học tập thật tốt. Và hôm nay là Havico rất là vinh dự và tự hào khi lại được đón tiếp mà các vị phụ huynh, và hơn nữa là chương trình Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản lần thứ 5. Và đây cũng là cái lúc mà các em học viên thể hiện một cái tình yêu, một sự tri ân sâu sắc đến với các vị phụ huynh, với các thầy cô giáo nhân cái kỷ niệm mà ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 này. Và một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các vị phụ huynh và chúc chương trình thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Minh Chính. Và sau đây, để mở đầu cho chương trình văn nghệ, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào top ca nam nữ đến từ tập thể học viên Havico với ca khúc Tự hào Havico, sáng tác Trần Miêu. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. We'll be right back.
muôn phương, một chung lần thứ vắng, làm thầu người ta vươn tới một thế giới văn minh, một tương lai sáng ngời. Niềm mong ước cuộc đời đặt dậy cuộc sống với bao phù vi, quan trọng gì đường thẳng tới tương lai, làm dấu cho mình và vui lòng bạn này. Và dòng đời qua muôn ngàn lối, nhật anh hành trình ta chọn Mexico. Mexico bên bờ ta đã đến, Mexico tỏa sáng mãi tình thân. Bạn bè thầy cô muốn tụ hội cùng xây dựng tương lai, còn tình bao niềm vui trong buổi thêm nguyên khí thì đất nước quê hương của mình. Xin cảm ơn các em. Lúa ơi, thơm ngát cho em hát cùng người, bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng, sáng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa, mùa xuân. Ngay bây giờ, để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng gặp lại những câu hát mượt mà, đầm thắm ấy qua phần trình bày của ca sĩ Thanh Nga với ca khúc Mùa xuân, làng lúa, làng hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Khuê. Thank you.
Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và để liên tiếp chương trình văn nghệ phục vụ cho toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, Thanh Hoa xin phép được nán lại sân khấu và gửi đến quý vị một nhạc phẩm tiếp theo, một nhạc phẩm được mang tên Ama Ki Koe. Oh,
tràng pháo tay để cảm ơn các nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa ban giám khảo cùng các thầy cô giáo và các bạn, với mong muốn tôn vinh cống hiến của các nhà giáo, đề cao vai trò của giáo dục, cũng như khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện và sáng tạo của các học viên, nhân dịp kỷ niệm Ngày Hội Giáo dục của cả nước, ban lãnh đạo Havico một lần nữa tổ chức cuộc thi Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 5. Đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức, tiếp nối thành công của các cuộc thi do Havico thực hiện các năm 2014, 2015, 2016 và 2017. Cuộc thi năm nay của các bạn gồm hai phần thi chính. Ở cả hai phần thi, các bạn đều thi theo đơn vị lớp. Phần thi thứ nhất là phần thi thiết kế báo tường. Phần thi này đã được các bạn thực hiện và thuyết trình trước ban giám khảo vào buổi sáng nay. Phần thi thứ hai của các cuộc thi là phần thi văn nghệ. Đây cũng là nội dung thi chính của chiều nay. Đội thi của các lớp sẽ biểu diễn nội dung tự chọn như ca múa nhạc, diễn kịch, biểu diễn thời trang, khiêu vũ. Mỗi tiết mục có giới hạn thời gian là 15 phút và mỗi đội có thêm 30 giây đầu tiên để giới thiệu về tiết mục của mình. Phần thi này sẽ diễn ra ngay sau đây với sự tham gia của các lớp đến từ K18A6 đến K18A13. Ban giám khảo sẽ trực tiếp ghi lại điểm và đánh giá các của mình để tổng kết sau khi các phần thi đã kết thúc. Đối với cả hai phần thi thiết kế báo tường và văn nghệ, kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào cuối buổi ngày hôm nay. Và sau đây, chương trình văn nghệ xin được phép bắt đầu. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Ca khúc Xinh Tươi Việt Nam được sáng tác với sự độc đáo, nằm ở ý tưởng với nền nhạc nhẹ nhàng. Mỗi nốt nhạc vang lên như một nét chấm phá trên bức tranh đầy ẩn dụ, vừa ca ngợi những cô gái Việt Nam tự tin, dịu dàng, vừa khắc họa vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam. Tiết mục múa Xinh Tươi Việt Nam do tập thể học viên lớp K18A9 biểu diễn xin được mở đầu đầu chương trình văn nghệ của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mấy chiếc khăn, mấy chiếc ca, ngàn phố sắc hồn nhiều nơi.
rời bước chân miền đất mới. Trong tim màu xa đứng nói người Việt Nam, dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay trao cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng đạp xe trên phố đông thật duyên dáng và thướt tha, và hòa chung không khí của chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản tập thể K18A7 sẽ đưa chúng ta đi từ một Việt Nam đẹp đến mê hoặc lòng người cho tới một Nhật Bản đất nước mặt trời mọc xinh đẹp, và cùng thưởng thức một chút tinh hoa văn hóa của Nhật Bản qua những hình ảnh truyền thống với tiết mục đặc sắc múa Việt Nhật. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Non nước hữu tình ba miền xinh đẹp quá, từ những cô họ ý nhạc ca. Ngày vui em đến thăm Hà Nội, gió chiều Hồ Gươm vang bóng thời xưa. Ba sáu phố phường ấm cửa ô cổ kính, để đắm quan họ ngày hội đi. Ngần ngỡ như bức tranh tuyệt vời, ngắm vịnh Hạ Long ngắm ngày chùa.
Restaurant here, good restaurant. English? Oh, this street walk, please. Hamburger, beef tiki, omurice, garlic sauce, juice, good taste. A coffee shop. Oh,
コーヒー、コーヒーゼリー、グレープフルーツジュース、ピーマン、トマト、チーズ、サンド、グッドテイスト、オーバーデア、パンショップ、コロッケパン、メロンパン、グラタンパン、グッドパラダイス、レッツゴー。 What?マクドナルド。おはよう、トキオ、こんにちは、すみません、I'm foreigner、I don't speak Japanese, but I love aoi sora。When you say わかりました、I say Hitachi、Toyota、Kawasaki、Nintendo、Canon、Sony、Honda。I'm losing my way。Where should I go? Shinjuku Subway. You speak Japanese. What can I do? Where should I go? Makudo Onado, Kuruto Ito, Itto Tatto, Itsumi Nado, Sushi no Hotel, Seven Eleven Milk, Bass, Beef, Starbucks.すみません、I'm foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say ありがとう、こんばんは、I say Suzuki Yamaha, Yumiki Roto Shiba, Casio Godzilla. I'm losing my way. Where should I go? Shinjuku Sobe. Doraemon, you speak Japanese. What can I do? Where should I go? Please take me home.Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn để động viên tiết mục đặc sắc vừa rồi của chúng ta. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua, cùng với màu thắm của hoa đào, màu đỏ của giấy, màu đen của nhánh mực tàu. Thư pháp là một nét văn hóa thể hiện hồn thiêng của dân tộc. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người Việt thường trao nhau bức tranh thư pháp với những nét rồng bay, phượng múa như một món ăn tinh thần, mô phỏng tâm tư, tình cảm của người viết. Thư pháp thể hiện tinh hồn Việt trải qua biết bao thăng trầm của lịch sửNghìn năm dựng nước và giữ nước, con cháu ngàn đời tự hào mang trong mình dòng máu của dòng tiên, tự hào mang trong mình dòng máu của dân tộc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nét truyền thống của Việt Nam thông qua tiết mục múa thư pháp đến từ tập thể K18A8.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục của các em. Vâng, người Nhật có câu: nếu là hoa xin làm sakura, nếu làm người xin làm samurai. Người dân Nhật Bản đều rất đỗi tự hào mỗi khi nhắc đến câu ca đó. Sakura tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Trong mùa hoa anh đào nở, nước Nhật như một bao phủ trong một đám mây hoa, và những cánh hoa rụng bay trong gió như một trận mưa hoa kiêu hãnh vừa bi tráng. Và hình ảnh đó ngay bây giờ sẽ được gửi tới quý vị qua tiết mục múa Sakura với sự dàn dựng của tập thể K18A12. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Kính thưa ban giám khảo, các bậc phụ huynh và cùng toàn thể các thầy cô giáo và các bạn học viên Havico, thì tham gia tiết mục văn nghệ K18A6 chúng em có múa Sakura trên nền nhạc Nhật, nhưng bài đầu tiên Sakura mang đậm chất Việt hơn, đó là chúng em đã sử dụng chiếc quạt, đó là quạt múa của Việt Nam chứ không phải là quạt múa của Nhật Bản. Và thứ hai là bài Yosakoi là đặc trưng của Nhật Bản. Mong mọi người xem tiết mục của chúng em. Thank you.
Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về sân khấu để lắng nghe một câu chuyện được tập thể K18A10 dàn dựng một cách hết sức đặc biệt qua màn kịch bóng có tên gọi Khi ta trưởng thành. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Tuổi thanh xuân tự như một cơn mưa rào, dù cho bạn bị cảm lạnh vì thấm mưa, nhưng vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Không, tuổi thanh xuân không thể như cơn mưa rào mùa hạ bình yên, nhẹ nhàng, chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua như vệ đường. Tuổi thanh xuân của chúng ta là một cơn bão, trong cơn bão ấy cũng có lúc những cây phải uốn mình vì gió, vì mưa, cũng như chúng ta. Ai mà chẳng phải trải qua những thử thách của cuộc đời. Cơn bão tuổi thanh xuân như một bản nhạc, trong đó những ký ức buồn là những nốt trầm và đoạn điệp khúc vang cao là những ký ức đẹp đẽ. Một bản nhạc hay không chỉ có những đoạn cao trào mà còn phải sâu lắng đi vào lòng người. Nên dù đã từng bị tổn thương, dù có mất đi một nốt cao trong ngôi nhà ký ức, thì đừng buồn mà hãy bước tiếp. Vì tuổi trẻ của chúng ta là những trải nghiệm, có trải mới nghiệm ra chân lý cuộc đời. Sau cơn bão, mọi thứ sẽ trở về bình yên, ngập tràn ánh nắng. Và tuổi thanh xuân qua đi để lại cho một tương lai phía trước rạng ngời. Thank you.
đến nơi rồi ạ. Em cảm ơn sensei đã chỉ dạy giúp đỡ em trong quá trình học vừa qua. Và sensei cho em gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo công ty cùng các anh chị trong phòng đào tạo đã giúp đỡ em và dành thời gian lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của em trong thời gian vừa qua. Quay ngược lại. Vâng, xin chúc mừng tập thể K18A10 đã thể hiện thành công câu chuyện của mình. Và tiếp nối chương trình văn nghệ chào mừng, xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón những thôn nữ duyên dáng đến từ tập thể K18A13 qua điệu múa Cây Đa Quán Dốc. Truyền của các chàng trai đến từ A13 và có lẽ càng về chiều các tiết mục của buổi diễn càng trở nên hấp dẫn và ấn tượng đúng không ạ?
Tiếp nối chương trình là tiết mục độc nhất vô nhị và cũng là tiết mục được đón chờ đợi nhiều nhất trong đêm ngày hôm nay với tựa đề Thanh niên Havico với môi trường. Ngay sau đây, quý vị sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn thời trang của các chàng trai, cô gái, nam thanh, nữ tú. Màn trình diễn mang một ý nghĩa rất riêng, đó là thông điệp bảo vệ môi trường sống của tất cả chúng ta. Xin hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón và cổ vũ những bộ sưu tập thời trang của chúng ta ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, nhóm K18A8 chúng em xin gửi đến ban giám khảo, quý vị đại biểu và các vị khách quý và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, để tiếp tục không khí sôi động ngày hôm nay, tập thể lớp chúng em mang đến một show thời trang vô cùng hoành tráng với những bộ trang phục sang trọng được chế tạo bởi những nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới. Chương trình của bọn em xin được bắt đầu ạ. Tiếp theo xin mời chị Google, chị mang đến cho chúng ta bộ trang phục chế tác vô cùng công phu với những vỏ lon, số lon trên người chị tượng trưng cho kiến thức uyên tâm của chị trong mọi lĩnh vực, từ ngôn ngữ học, thiên văn học, động vật học, linh học và vân vân học. Mọi người ơi, hãy vỗ tay cho thí sinh tiếp theo của chúng ta nào. Chị là Sương Mâu đến từ Dubai, chị nổi tiếng là ăn chơi khét nghẹn. Hôm nay chị mang đến cho chúng ta một bộ trang phục rất quyến rũ đúng không ạ? Chiếc áo được làm từ váy đan tỉ mỉ bằng kéo léo của các thợ chuyên gia hàng đầu thế giới. Thí sinh tiếp theo đang bước vào sàn là Nhật Nguyệt Quỳnh Hoa. Cô khoác lên mình bộ váy rực rỡ như ánh hoa quang mặt trời, đúng như cái tên Nhật Nguyệt. Bộ trang phục nhìn trông đơn giản nhưng cần độ tỉ mỉ rất cao. Bộ trang phục toát lên vẻ đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng của người mẫu. Nhìn cô ấy sải bước trông thật lung linh phải không ạ? Vâng, để tiếp theo chương trình chúng ta hãy đến với người mẫu Quang Bé. Chị là Việt Nam Next Model của tương lai. Chị có sự ảnh hưởng rất lớn với hãng thời trang siêu long truyền thống. Chiếc đồng của chị được làm từ ni lông thiết kế thành bộ trang phục truyền thống của Thái. Chị là tiềm năng của làng giải trí Vịnh Bắc Bộ. Sau đây là thí sinh Ngọc Hoa. Cô mang trên mình chiếc váy công sở rất là bắt mắt phải không mọi người? Chiếc váy được làm từ vỏ bao cùng sự thiết kế khéo léo tỉ mỉ của nhà thiết kế đến từ Italia, thương hiệu Dolce, tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp thu hút mọi ánh nhìn trong công ty. Để tiếp theo chương trình, xin mời người mẫu Tùng Sơn. Chị là một sắc đẹp tuyệt trần, thứ nhất Đông Dương, thứ nhì Đông Nam Á. Một dáng đi uyển chuyển và đầy quyến rũ, chị khoác trên mình với bộ tấm váy xinh xắn và đầy yêu điệu đến từ một nước vô cùng là xinh đẹp ạ. Xin mời khán giả cùng hướng tới bộ trang phục tiếp theo. Chúng ta cùng đến với bang chủ cái bang tây hiện đại. Chị mang đến cho show chúng ta một bộ trang phục mà giới trong ngành gọi là cái bang thời này, được thiết kế hoàn toàn từ bạc, được may vô cùng khéo léo bởi những nghệ nhân trong bang giới, với những đường kẻ cách điệu đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, quý phái, và quan trọng hơn hết là vẫn giữ được những nét rất riêng của cái bang từ trước đến nay, từ nguyên liệu cho tới khâu kỹ thuật. Vâng, để tiếp theo chương trình, xin mời quý cả hãy hướng mắt về sân khấu của chúng ta. Người mẫu Tuấn với bộ cánh thướt tha được làm từ báo tạo hình như những đại ngựa, người mặc trang phục thấy tự tin và nhẹ nhàng, bước đi như trong gió. Tiếp theo xin mời người mẫu đến từ tập đoàn Fendi, Fendi Hoàng. Khoác trên mình chiếc đầm rất là điệu đà, đã tôn lên vẻ sang trọng quý phái. Vâng, chiếc đầm này được đặt chế tác riêng hoàn toàn thủ công bởi một nhà thiết kế số 1 tại Pháp. Vâng, để tiếp theo chương trình, thí sinh của chúng ta Ninh Đô. Úi dồi ôi, với sáng vẻ khuôn mặt là xe ôi sáng sáng khuôn mặt ấy, đôi chân ấy nổi da gà của các quý vị và khán giả phải không? Đây, chị mang đến cho chúng ta một bộ trang phục rất là bắt mắt, được làm từ vỏ dưa. Chiếc váy kia được làm từ những chị là thương hiệu quảng cáo cho các loại lẩu. Tết này gia đình ai có nhu cầu ăn lẩu thì hãy liên hệ với chị. Chị làm tôi tin là một lẩu không cần lửa này sẽ mang lại một hương vị khó quên phải không ạ? Vâng, sau
Thí sinh sau đây là anh Kim, là viên ngọc nhan sắc quý giá của nơi đất mỏ, trải bước trên thảm đỏ đầy tự tin. Chị mang đến cho chúng ta bộ trang phục mang tên Ngọc Trong Đất. Bằng sự gắn kết của những chiếc giấy mỏng manh, ta được một chiếc váy xòe xinh xắn và quyến rũ, thể hiện sức hút đầy huyền bí của một tiểu thư. Sau đây để các bạn chương trình sau đây hãy chúng ta đón hoa hậu đến từ Hokkaido. Hokkaido. Gucci. Chỉ có một dáng vẻ eo thon dáng đẹp, hoa hậu của chúng ta đã đến, đã vượt hàng nghìn cây số, không ngại đường xá xa xôi vượt nghìn cây số để đến Việt Nam tham gia chương trình hoa hậu Đông Dương 2018-2019. Vâng, chị sở hữu 3 phòng đầy quyến rũ. Vâng, cho mình hỏi số đo 3 phòng của chị là bao nhiêu vậy? Dạ, thưa chị MC à, số đo vòng eo của em là 68, vòng mông là 86, lộc phát lộc à. Vâng, số đo rất là đẹp. Vâng, mọi người có thấy chị ấy dáng đẹp không ạ? À? Mọi người hãy nhanh tay bình chọn cho chị ấy với số báo danh là 68. Trình diễn thời trang vừa rồi của hoa hậu đến từ Hokkaido đã kết thúc lại show thời trang ngày hôm nay. Hy vọng show diễn sẽ mang lại cho quý vị khán giả những giây phút tuyệt vời nhất. Hẹn được gặp lại quý khán giả trong show diễn thời trang mùa thu đông năm sau. Xin cảm ơn bộ trang phục, bộ sưu tập thời trang hết sức độc đáo vừa rồi của tập thể lớp K18A8. Và xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón và cổ vũ các bạn của phần thi tiếp theo, đó là phần tiết mục múa son của tập thể K18A12. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
trên con dấu biết tuổi từng từng lắm dài sau ấy lưng tròn bảy nổi ba chìm với nước non rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son với bốn câu thơ trong bài Bánh Trôi Nước của bà thớ Chua Nôm Hồ Xuân Hương, nhưng qua sự thể hiện độc đáo với động tác múa khi nhanh khi chậm, biến hóa kỳ ảo của học viên K18 A12 đã đem đến cho chúng ta một sự bất ngờ và đầy mới lạ. Vâng, cây có cội, nước có nguồn, mỗi người dân Việt dù đi đâu, về đâu cũng nhớ về cội nguồn của bao thế hệ con rồng, con hồng cháu lạc giống dòng tiên. Việt Nam ơi, giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sử sách, mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Vâng, đó là nội dung của tiết mục múa cuối cùng trong phần thi chung kết. Đêm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức điệu múa Hào Khí Việt Nam. Sự sách mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa.
tay sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hồ. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhìn thiên thư còn đó. Giặc bao phen khi phía chùn tâm can, đất nước hoan cường một dải gấm hoa. Những tiết mục hết sức sinh động và ý nghĩa của các đội dự thi. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa ban lãnh đạo công ty Havico cùng toàn thể các thầy cô và các bạn. Như vậy là toàn bộ 10 đội tham gia dự thi đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các đội. Và ngay bây giờ, ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét và hội ý để đưa ra kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau ít phút nữa. Và trong khi chờ đợi kết quả của cuộc thi Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản sắp được công bố, ban tổ chức chúng tôi xin được tổ chức cuộc thi bốc thăm may mắn dành cho các bậc phụ huynh học sinh có mặt tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên sân khấu là những phần quà đã được ban tổ chức chuẩn bị để gửi tới các bậc phụ huynh may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh lên sân khấu để chọn ra những lá phiếu may mắn đầu tiên. Xin trân trọng kính mời. Và dòng đời có muôn ngàn lối, lập lên hành trình ta chọn Havico. Havico biên mở ta đã đến, Havico tỏ sáng mãi tình thân. Bạn bè thầy cô vui tụ hội, cùng xây dựng tương lai, học thêm bao kiến thức, đắp bồi thêm niềm tin thì đất nước quê hương. Dạ vâng ạ, lá phiếu đầu tiên mang số thứ tự 26 ạ. Phụ huynh mang số thứ tự 26 ạ. Các quý vị phụ huynh có thể mở trong phần quà của mình có những lá phiếu may mắn ạ. Trên đó có số thứ tự. Các thầy cô giáo có thể giúp em hướng dẫn các bậc phụ huynh nhìn số thứ tự của mình được không ạ? Vâng ạ, lá phiếu 26 may mắn đầu tiên ạ. Xin trân trọng kính mời phụ huynh mang số phiếu 26 tiến lên sân khấu và cùng đón nhận phần quà từ ban tổ chức. Trước khi nhận phần quà từ ban tổ chức thì xin mời bác và hãy cùng lắng lại sân khấu ít phút và giúp ban tổ chức chọn ra hai phiếu may mắn tiếp theo. Mời tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh và bác cùng bốc chọn ra một, mỗi người chọn ra một lá phiếu may mắn tiếp theo ạ. Havico, ngôi nhà thân thương đó. Havico, đẹp tiếng
may mắn tiếp theo là số phiếu 21 ạ. Số phiếu 21 ạ. Dạ vâng ạ, xin chúc mừng. Vâng, số phiếu may mắn tiếp theo là một con số rất là tròn và đẹp. Đó chính là con số 100. Vâng, xin cảm ơn cô. Và con số 100 thì có thể là phụ huynh thì đã có một chút việc riêng, nên là xin mời cô cùng giúp ban tổ chức và bốc ra một lá phiếu may mắn tiếp theo được không ạ? Dạ vâng, xin mời phụ huynh có số thứ tự 30 ạ. Số thứ tự 30 ạ. Số thứ tự 30 ạ. Mang trong tim niềm mong ước cuộc đời. Số thứ tự 30 có ở trong hội trường không ạ? Vâng ạ, xin mời ạ. Xin mời cô cùng tiến lên sân khấu ạ. Chúng ta đã chọn được ra 3 số phiếu may mắn đầu tiên, và còn 7 phần quà ý nghĩa sẽ dành cho các bậc phụ huynh may mắn nhất trong hội trường ngày hôm nay của chúng ta. Xin mời cô cùng nhanh chân tiến lên sân khấu. Vâng, tiếp theo thì ban tổ chức sẽ xin được mời cả 4 bậc phụ huynh hãy giúp ban tổ chức chọn ra những lá phiếu tuyệt vời tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin mời cả 4 bậc phụ huynh và cả tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh cùng chọn ra những số phiếu may mắn tiếp theo ạ. Đắp xây cuộc sống với bao phồn vinh, mang cho mình đường thẳng tới tương lai. Vâng ạ, số phiếu may mắn tiếp theo là con số 13. Con số 13. Số thứ tự may mắn tiếp theo là số 47. Số thứ tự may mắn tiếp theo là số 89. Và số thứ tự may mắn tiếp theo nữa đó chính là số 02 ạ. Xin mời các bậc phụ huynh có những số thứ tự 13, 47, 89 và 02 cùng nhanh chân tiến lên sân khấu ạ. Các thầy cô giúp em hướng dẫn các bậc phụ huynh cùng nhanh chân tiến lên sân khấu để đón nhận phần quà của mình. Bốn số phiếu may mắn tiếp theo cùng lên sân khấu để đón nhận phần quà của mình. Các thầy cô giáo cùng hướng dẫn phụ huynh tiến nhanh lên sân khấu đi giúp em ạ, để tránh làm mất thời gian của ban tổ chức cũng như là các phụ huynh ạ. Mang trong tim đường thẳng tới tương lai, làm sao cho mình bằng khối óc bàn tay. Vâng ạ. Có thể là 4 phụ huynh đã có việc bận và phải đi ra về trước thì vâng. Còn những phần quà tiếp theo thì ban tổ chức xin được mời 4 vị phụ huynh còn lại cùng bốc tiếp ạ. Bốc tiếp những phần quà tiếp theo của mình ạ. Mỗi người sẽ bốc lên 4 lá phiếu may mắn tiếp theo ạ. Vâng ạ, chính xác ạ. Dạ vâng. Ở trên sân khấu đã đón nhận được những phần quà may mắn trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chúc mừng các bậc phụ huynh ạ. Một tràng vỗ tay để chúc mừng những phụ huynh may mắn nhất của chúng ta. Và sau đây xin trân trọng kính mời thạc sĩ Mai Ngọc Anh cùng tiến lên sân khấu để trao phần quà và dành cho các bậc phụ huynh. Trân trọng kính mời ban tổ chức đại diện lên trao quà dành cho các bậc phụ huynh ạ. Xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Du học Havico, cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy cùng lên sân khấu và để tặng quà dành cho các bậc phụ huynh ạ. Và một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng các bậc phụ huynh có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Mang trong tim niềm mong ước cuộc đời, đắp xây cuộc sống với bao phồn vinh. Mang trong tim đường thẳng tới tương lai, làm sao cho mình bằng khối óc bàn tay. Và sông nơi có muôn ngàn lối, lấp lánh hành trình ta chọn. Havico, Havico, ngôi nhà thân thương đó.
trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Thị Kim Thanh và các bậc phụ huynh của chúng ta ngày hôm nay. Mang trong tim niềm mong ước cuộc đời, đắp xây cuộc sống với bao phồn vinh. Mang trong tim đường thẳng tới. Kính thưa quý vị và các bạn, trong không khí tưng bừng hướng tới ngày hội giáo dục, ban lãnh đạo Havico đã quyết định tặng 4 suất học bổng cho các học viên xuất sắc nhất đang học tập tại Havico. Đây là những suất học bổng khuyến học như một lời động viên mà Havico muốn gửi tới các em để các em có thêm quyết tâm, nỗ lực học tập thật tốt vì tương lai tươi sáng. Sau đây, tôi xin mời các bạn có tên sau bước lên sân khấu để nhận học bổng do Havico trao tặng. Bạn Đỗ Hữu Nghiệp lớp K18A7, bạn Nguyễn Thị Hiền lớp K18A8, bạn Phạm Thủy Tiên lớp K18A10, bạn Nguyễn Thị Hồng lớp K18A11. Xin mời các bạn cùng nhanh chân tiến lên sân khấu để đón nhận học bổng từ công ty. Xin mời các em, xin trân trọng kính mời tiến sĩ Đỗ Minh Chính cùng ban lãnh đạo Havico trao học bổng cho các bạn học viên xuất sắc nhất trong thời gian vừa qua. Mang trong tim niềm mong ước cuộc đời, đắp xây cuộc sống với bao phồn vinh. Mang trong tim đường thẳng tới tương lai, làm giàu cho mình bằng khối óc bàn tay. Ta sống nơi có muôn ngàn lối, đất lành hành trình ta chọn Havico. Vâng, một tràng vỗ tay thật lớn để động viên bạn. Một tràng vỗ tay thật lớn để một lần nữa chúc mừng các em. Vâng, trong không khí rộn ràng và tươi vui của buổi kỷ niệm trang trọng này, hẳn rằng mỗi chúng người trong chúng ta đều không khỏi nhớ tới công ơn của biết bao thầy cô từng dìu dắt trên bước đường trưởng thành đối với chính các bạn học viên Havico đang học tập mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của các thầy, các cô có mặt trong buổi lễ hôm nay. Tôi tin rằng những cảm xúc đó càng đang dâng trào trong mỗi chúng ta. Và để gửi tới thầy cô của mình những tình cảm chân thành từ trái tim các bạn, xin mời bạn Nguyễn Đức Minh và bạn Dương Thị Mai, đại diện cho các bạn học viên đang học tập tại Havico, lên sân khấu và có đôi lời chia sẻ. Xin mời hai bạn. Minasan, konnichiwa. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh, kính thưa ban lãnh đạo công ty, các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên cùng toàn thể các bạn học sinh của Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng Nhân lực Quốc tế Havico. Hôm nay, nhân lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin thay mặt các bạn học viên có mặt tại hội trường ngày hôm nay, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các thầy cô. Chúng em cảm ơn thầy cô trong thời gian qua đã luôn quan tâm, dìu dắt, tận tình chỉ bảo cho chúng em. Thầy cô là những người đã nhen nhóm nên ngọn lửa tâm hồn của chúng em, là bậc thềm đá để chúng em có thể bước từng bước tiến lên phía trước. Hơn nữa, thầy cô không chỉ mang đến cho chúng em kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống, cách làm người, cách nhìn nhận những vấn đề trong cuộc sống một cách đúng đắn. Chính vì vậy, nhân ngày hôm nay, chúng em muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô. Chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và thật thành công trên con đường dạy học của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Hôm nay, em thay mặt các bạn học viên của trung tâm Havico, chúng em xin hứa với ban lãnh đạo công ty, các thầy cô và các bậc phụ huynh, chúng em hứa sẽ luôn học tập cố gắng và rèn luyện sức khỏe thật tốt khi còn học ở trung tâm Havico. Chúng em xin hứa sau khi sang Nhật, chúng em sẽ vẫn luôn cố gắng học tập và rèn luyện sức khỏe để không phụ lòng mong đợi của bố mẹ, thầy cô. Hết. Minasan, Gambarimasu. Xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng chân tình mà hai bạn đã dành cho Havico. Chúng tôi, những người làm giáo dục Havico, luôn tự hào được đồng hành cùng các em và rất mong các em sẽ luôn nỗ lực để đạt được mọi thành công như mong muốn. Kính thưa quý vị, tôn sư trọng đạo luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn đời nay, người thầy luôn được xã hội tôn vinh và kính trọng, bởi đó là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Người thầy như những người đưa đò thầm lặng trong suy nghĩ, trong hành động và trong cả ước mơ.
Chính họ đã chắp cánh cho biết bao thế hệ học trò bay cao, bay xa với những chân trời tri thức mới. Họ chính là những người kỹ sư tâm hồn ươm mầm xanh mơ ước, món quà quý giá mà nhất mà các em dâng tặng thầy cô, đó là sự thành đạt. Mỗi bước đi, sự trưởng thành đều là hình bóng của người thầy thân thương. Vâng, lời hát sau đây cũng chính là bức thông điệp lên đường mà tuổi trẻ thanh niên Havico nhắn nhủ tới tất cả chúng ta. Đã là con người của Việt Nam thì dù có đi đâu, ở đâu cũng luôn nhớ và tự hào về quê hương của mình. Ca khúc Khát vọng tuổi trẻ với top ca đến từ tập thể K18A12 xin được gửi tới quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa các vị khách quý, ban lãnh đạo Havico cùng các thầy cô và các bạn, 10 năm đã trôi qua từ những bước đi đầu tiên trên chặng đường giáo dục. Havico đã trải qua biết bao thăng trầm và cũng đã đạt được thật nhiều thành tựu. Đóng góp không thể không nhắc tới trong suốt hành trình đó, phải kể đến sự góp sức của toàn thể cán bộ, giáo viên, những người hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và đã cống hiến không ngừng nghỉ cho từng giờ học, từng hoạt động của Havico. Tiếp sau đây, tôi xin trân trọng kính mời bà Trần Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Havico có đôi lời chia sẻ nhân dịp kỷ niệm này. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý phụ huynh, kính thưa ban lãnh đạo công ty Havico, thưa các em học viên thân mến, lời đầu tiên thay mặt cho tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên Havico, tôi xin lời cảm ơn trân trọng nhất tới quý vị đại biểu và các vị khách quý đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Thưa các vị khách quý, giáo dục là quốc sách hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà của bất cứ quốc gia nào khác. Vì chỉ có giáo dục mới là nền tảng cho sự phát triển toàn diện về trí tuệ, tinh thần và từ đó mang lại sự giàu có, phồn vinh cho đất nước. Vì thế, nghề dạy học thật là thiêng liêng và cao quý. Được đứng trên bục giảng, mang tới kiến thức cho các em học sinh là niềm vinh dự và tự hào, hạnh phúc của tôi cũng như các bạn đồng nghiệp. Trong buổi lễ long trọng này, tôi xin được thay mặt cho tập thể, giáo viên, cán bộ, nhân viên Havico xin gửi lời ban lãnh đạo Havico lời cảm ơn chân thành nhất của mình. Chính nhờ những tâm huyết của ban lãnh đạo mà bao năm qua Havico vẫn luôn vững vàng phát triển, không chỉ là điểm đến lý tưởng cho mỗi học viên mà còn là môi trường giúp mỗi cán bộ, giáo viên chúng tôi ngày một vững vàng về chuyên môn, trưởng thành về kinh nghiệm để được cống hiến hết mình cho giáo dục. Tôi hy vọng sẽ luôn được đồng hành cùng ban lãnh đạo tiếp tục xây dựng cho ngôi nhà Havico ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn ban lãnh đạo đã tổ chức sự kiện vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý phụ huynh, không quản đường xá xa xôi, đã đến dự chương trình và luôn đồng hành dành những cho chúng tôi niềm tin và sự trân trọng. Xin cảm ơn các em học viên từ sáng tới giờ đã mang tới những tiết mục văn nghệ báo tường thật là đặc sắc, sôi nổi để kính tặng thầy cô, ban lãnh đạo công ty. Là người làm giáo dục bao năm qua, chúng tôi thật sự vui mừng, xúc động khi được chứng kiến sự trưởng thành của các em, nhận được những tình cảm chân thành, sâu sắc nhưng cũng không kém phần trẻ trung sôi nổi, những cố gắng trên từng trang báo tường, những buổi tập văn nghệ và trên hết là sự nỗ lực học tập mỗi ngày của các em chính là niềm hạnh phúc nhất, món quà quý giá nhất đối với nhà giáo chúng tôi. Với niềm tự hào và vinh dự có được ngày hôm nay cũng như suốt chặng đường đã qua, chúng tôi xin cam kết tiếp tục nỗ lực không ngừng trong công tác giảng dạy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà công ty giao phó, cũng như mang tới chất lượng đào tạo ngày càng tốt hơn cho các em học viên. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị quý vị khách quý, quý phụ huynh cùng ban lãnh đạo công ty thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc tất cả các em học viên luôn mạnh khỏe, học tập tốt và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Trong hội trường hôm nay của chúng ta có sự có mặt của nhiều chuyên gia, nhiều tri thức lớn đã nhiều năm đồng hành cùng Havico. Sau đây, tôi rất hy vọng được lắng nghe những chia sẻ và đóng góp từ những vị khách mời trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời nhà báo Trần Miêu có đôi lời chia sẻ gửi tới toàn thể hội trường của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa Tiến sĩ Đỗ Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc công ty Havico cùng ban lãnh đạo công ty Havico. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa tất cả các quý vị, phụ huynh, học viên của Havico. Có lẽ là buổi chiều hôm nay thì các vị cùng với bản thân chúng tôi cũng đã có một cái khoảng thời gian được chìm đắm trong những cái say mê ca hát rồi múa hát của chính các em, những người con của các quý vị phụ huynh học sinh có mặt ngày hôm nay, mà tôi thấy rằng là một cái sự xúc động tự hào luôn trào dâng đối với bản thân chúng tôi cũng như là chắc chắn là các bậc phụ huynh, bởi vì ở đó là những tiếng hát từ trái tim, ở đó là những sự biểu diễn bằng tất cả tinh thần và nghị lực của các em. Vì tôi biết
là ngoài thời gian học tập ra thì có một cái khoảng thời gian nó rất khe trong ngày thôi, nhưng các em đã dành những cái thời gian đó để các em có được cái tập luyện và đem đến một cái buổi biểu diễn. Tôi phải nói riêng với anh Chính rằng rất chuyên nghiệp và phải nói là rất trẻ trung, rất hăng hái và đem đến một cái niềm cảm hứng rất cao độ. Xin đề nghị quý vị và chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng các em. Với tôi thì được đồng hành với Havico cũng đã lâu, và qua mỗi kỳ và đặc biệt là vào dịp 20 tháng 11 hàng năm thì tôi đã nói một cái điều rằng chính tuổi trẻ Havico và đặc biệt là các thầy cô giáo Havico làm một nhiệm vụ giáo dục đặc biệt hơn so với các đội hình giáo dục. Bởi vì sáng nay thì chúng tôi cũng dự một cái hội nghị giáo dục của toàn huyện Chương Mỹ, nhưng mà thấy rằng là với lực lượng giáo dục của Havico là một môi trường giáo dục trong doanh nghiệp thì bằng những cái tiếp thu văn hóa của Nhật Bản mà các bạn đã đưa đến một cái mô hình giáo dục để làm sao cho đến giờ phút này thì như tôi được biết hơn 3.000 học sinh của Havico đã có mặt tại Nhật Bản, và trong đó cũng có rất nhiều các cháu là người thân của cá nhân tôi đã và đang học tập làm việc tại đất nước Nhật Bản. Đây là một cái điều rất vinh dự, và tôi nghĩ rằng ngày 20 tháng 11 ngày của ngành giáo dục, nhưng đối với các thầy cô giáo của Havico cũng là một cái ngày rất đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng là trong tất cả những tâm huyết mà các thầy các cô đã dành cho các em thì nó càng nảy nở sinh sôi những cái kết quả rất đáng mừng. Với cái kết quả đỗ visa rồi các cái chuyến bay trong năm 2018 cho thấy tiếp bước của Havico những năm trước, năm 2018 lại là một năm gặt hái thành công của Havico. Và tôi tin rằng với những cái mục tiêu đào tạo, với những cái phương pháp rất là khoa học và các cái phương tiện giáo dục của Havico rất hiện đại như hiện nay thì đã và đang đáp ứng được với cái yêu cầu đào tạo để có được một du học sinh thực sự hiểu được cái nền văn hóa của Nhật Bản, hiểu được những cái một cái đất nước mà có những cái sự tiên tiến về khoa học và công nghệ. Chính vì thế cho nên là các em học viên của Havico sang đó hoàn toàn là bắt kịp với yêu cầu của cái sự giáo dục đào tạo của các trường đại học bên Nhật Bản. Đó là một niềm vui, niềm vinh dự, và tôi nghĩ rằng là tôi cũng như các bậc phụ huynh học sinh xin dành một tràng pháo tay để chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các thầy cô giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của Havico. Bởi vì từ kết quả đó thì chúng ta thấy được rằng là có một cái niềm vui là chúng ta đã và đang đóng góp đội ngũ trí thức ngày càng nhiều, ngày càng tinh cho đất nước của chúng ta. Trong một cái triển vọng như các quý vị cũng đã từng biết, tức là từ nay đến năm 2020 thì Nhật Bản đã và đang có yêu cầu, và chính phủ ta cũng đã ký với đất nước Nhật Bản là sẽ cung ứng từ 600.000 cho đến 800.000 lao động trí thức cho Nhật Bản. Vì đất nước Nhật Bản là một đất nước khoa học công nghệ phát triển, nhưng lao động của Nhật Bản đã và đang già cỗi rất nhiều. Chính vì thế thì tôi tin rằng các em học viên của Havico hôm nay đã và đang đáp ứng được những cái yêu cầu đó, và chúng ta đi theo cái định hướng đó là một định hướng phát triển rất là đúng đắn và rất là thuận lợi. Nhìn những gương mặt trẻ trung, hồ hởi, phấn khởi, và các em
say mê ca hát, nhưng ở từng giờ từng lớp các em say mê học tập để có được những cái kết quả. Tôi tin rằng các em nay mai sẽ là những trí thức tiếp thu được những cái tinh hoa của đất nước Nhật Bản để thứ nhất làm giàu cho mình, làm giàu cho cộng đồng, gia đình nhà mình và làm giàu cho xã hội. Đấy là một điều mà chủ trương nào của Đảng và Nhà nước hay chính trong mỗi gia đình của chúng ta cũng đều mong muốn như thế. Và cũng nhân dịp này thấy được rằng là các em đã say mê ca hát và tôi thấy là ngọn lửa Havico luôn luôn bừng cháy. Và không biết là ngày mai có tiếp tục viết tiếp được một ca khúc nữa về Havico hay không. Nhưng các em đã và đang chảy mãi trong cái tâm hồn của mình hai lời ca, đó là tự hào Havico và với những thân yêu Havico, đem tri thức làm giàu cho đất nước. Tôi có lẽ là xin được dừng lời tại đây và chúc các em tương lai sẽ một ngày gần không xa các em sẽ lên đường sang Nhật Bản và sẽ trở thành những tri thức tốt của đất nước chúng ta, của chính gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Trần Miêu và không để quý vị và các bạn phải chờ đợi thêm nữa. Tiếp theo là chương trình của chúng ta tới với phần trao giải các phần thi thuộc chương trình chính của ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, cuộc thi Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản lần thứ 5 có sự tham gia của 10 đội thi với hai phần thi chính, đó là phần thi báo tường và phần thi văn nghệ. Ở cả hai phần thi, các đội đều đã cố gắng và mang tới những tác phẩm, những tiết mục thực sự sinh động, công phu và đặc biệt ý nghĩa để gửi tới những người thầy của mình, cũng như thể hiện khát vọng và ước mơ của các bạn trên con đường học tập và xây dựng tương lai. Sau khi xem xét và hội ý, tới nay ban giám khảo của cuộc thi đã chọn ra được những đội thi xuất sắc nhất ở hai phần thi này để trao giải. Ngay sau đây, được sự cho phép của ban lãnh đạo Havico và ban tổ chức cuộc thi, tôi xin công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi Havico vì sự phát triển văn hóa giáo dục Việt Nam Nhật Bản lần thứ 5. Vâng, trước hết tôi xin công bố các giải thưởng của phần thi thiết kế báo tường. Phần thi thiết kế báo tường của chúng ta sẽ có một chút thay đổi về cơ cấu giải thưởng. Thay đổi thứ nhất, giải khuyến khích của chúng ta sẽ không phải là một giải khuyến khích mà sẽ tăng lên thành 4 giải khuyến khích ạ. Các lớp có tên sau đây, các em cử đại diện lên sân khấu để đón nhận phần thưởng từ ban tổ chức. Tập thể đầu tiên đó là tập thể lớp A12. Tập thể tiếp theo, tập thể K18A8, tập thể K18A6 và tập thể K18A13. Xin mời 4 lớp cùng tiến lên sân khấu. Xin mời các em cùng nhanh chân tiến lên sân khấu. Và một tràng pháo tay để chúc mừng 4 giải khuyến khích báo tường của chúng ta trong buổi cuộc thi ngày hôm nay. Cô có sáng mãi tình thân, bạn bè thầy cô vui tụ hội cùng xây dựng tương lai, học thêm bao kiến thức. Và tiếp theo, thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố giải ba của chương trình thiết kế báo tường thuộc về tựa báo có mang tên gọi Hành trình đầy kỳ vọng mang logo của công ty Havico. Xin chúc mừng tập thể 18A11. Xin mời các em cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Xin trân trọng kính mời ban tổ chức cùng tiến lên sân khấu để trao quà cho các bạn. Một tràng pháo tay để chúc mừng giải ba của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn bà Trần Thị Thế Hằng và xin chúc mừng tập thể. Vâng, phần thay đổi về cơ cấu giải thưởng thứ hai đó chính là thay vì một giải nhì, chúng ta sẽ tăng lên thành hai giải nhì. Giải nhì của chúng ta trị giá 2 triệu đồng sẽ được gửi tới tập thể lớp 18A7 và tập thể lớp K18A9. Xin chúc mừng hai lớp.
đoạt giải nhì của chúng ta có tên gọi Nâng bước tương lai và con đường tương lai. Vâng, tương lai chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất của các bạn. Với tri thức mang theo hành trang trong suốt cuộc đời học tập của các bạn sẽ giúp các bạn có một tương lai tươi sáng hơn. Phần giải được trông chờ nhất của phần thi báo tường đó chính là giải nhất của chúng ta. Giải nhất của phần thi báo tường trị giá 3 triệu đồng đã được ban giám khảo quyết định trao cho bài báo tường xuất sắc nhất và ấn tượng nhất cho tựa báo. Tựa báo Vượt Sóng xin chúc mừng các bạn. Vâng, đúng với tên gọi, tựa báo Vượt Sóng chúc các em có một tương lai, một hành trình thật vững vàng khi sang đất nước mặt trời mọc xinh đẹp. Xin chúc mừng tập thể K18 A10. Chúc mừng các lớp đã được giải. Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng đánh giá cao các tác phẩm dự thi của tất cả các lớp khác. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ tới với phần giải thưởng cho phần thi văn nghệ. Vừa ít phút trước, chúng ta đã được theo dõi những tiết mục văn nghệ rất cuốn hút của các đội lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Kết quả các giải nhất, nhì, ba của các phần thi đã được ban giám khảo quyết định. Và tôi xin phép được công bố ngay sau đây. Và một tràng pháo tay để chúc mừng sự thay đổi tiếp theo về cơ cấu giải thưởng của chúng ta. Thay vì một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích, giải thưởng của chúng ta sẽ tăng lên, đó chính là có 4 giải khuyến khích ạ. 2 giải ba, 1 giải nhì và 1 giải nhất. Trước hết, xin mời các bạn thuộc thuộc tập thể lớp A10 và tập thể lớp A6 cùng tiến lên sân khấu ạ. A10 và A10 với phần trình diễn kịch bóng và A6 với phần múa nhạc Nhật Sakura. Xin mời hai lớp cùng tiến lên sân khấu. Vâng, xin mời ban lãnh đạo công ty cùng tiến lên sân khấu để trao phần quà cho hai lớp đạt giải ba của chúng ta trong hội thi ngày hôm nay. Màn kịch bóng cực kỳ ấn tượng kể về câu chuyện của một du học sinh khi sang đất nước mặt trời mọc xinh đẹp. Và phần giải ba tiếp theo đó chính là thể hiện nét văn hóa đặc trưng nhất của người Nhật với hình ảnh hoa anh đào. Chúc mừng các bạn. Và tiếp theo, với phần trình bày hết sức là ấn tượng và gây được rất là nhiều nụ cười đối với các bậc phụ huynh và các bạn học viên trong hội trường ngày hôm nay, xin chúc mừng tập thể lớp K18 A8 với hai phần trình bày hết sức là đặc biệt và ấn tượng, đó chính là phần múa thư pháp mang đậm nét văn hóa, bản sắc đặc trưng của người Việt Nam và phần biểu diễn hết sức sáng tạo, đó chính là phần biểu diễn bộ sưu tập thời trang thu đông 2018 với tựa bảo vệ môi trường. Xin kính mời ban lãnh đạo công ty cùng lên sân khấu để trao quà cho các bạn. Xin mời toàn thể tập thể AK18, A8 các bạn cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Giải nhất của chúng ta ngày hôm nay thuộc về bài múa Việt Nhật của tập thể K18 A7. Xin mời các bạn cùng tiến lên sân khấu. Xin được chúc mừng tiết mục múa đặc sắc và ấn tượng. Bài múa đã giúp chúng ta đi từ ba miền Bắc,
Trung và Nam của Việt Nam đến với xứ sở hoa anh đào, đất nước mặt trời mọc, xứ sở phù tang của chúng ta. Xin mời các bạn. Xin mời toàn thể các thầy cô giáo cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng giải thưởng của giải nhất của chúng ta, phần thưởng cao nhất của chúng ta. Đường thẳng tới tương lai, làm giàu cho mình bằng khối óc bàn tay. Và sau đây, giải nhất của phần thi văn nghệ thuộc về tập thể K18A7 và giải thưởng trị giá 5 triệu đồng đã được ban giám khảo quyết định trao cho tiết mục văn nghệ xuất sắc nhất, ý nghĩa nhất. Xin chúc mừng tập thể K18A8. Xin chúc mừng các em, một tràng pháo tay để chúc mừng cố gắng của các bạn trong để được giải nhất của chúng ta trong hội thi ngày hôm nay. Các bạn có thể giữ lại nguyên đội hình để chụp ảnh lưu niệm luôn ạ. Các bạn nán lại sân khấu ít phút để chụp ảnh lưu niệm. Giải khuyến khích của chúng ta gồm có 4 giải thuộc về 4 tập thể lớp. Tập thể lớp với tiết mục Hào khí Việt Nam, tập thể lớp với tiết mục Múa son, bài Cây đa quán dốc và bài múa Sinh tươi Việt Nam. Xin chúc mừng 4 tập thể lớp K18A11, K18A12, K18A13 và K18A9. Xin mời tập thể 4 lớp cùng lên sân khấu để đón nhận giải thưởng. Con sông nơi có muôn ngàn lối.